Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay rất đặc biệt, ngày 24 tháng 8 năm 2024. Như vậy chỉ còn khoảng một tuần nữa Tiến Dũng sẽ kết thúc chương trình khuyến mại giảm giá quà tặng đặc biệt nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Và ở trong video ngày hôm nay cũng sẽ rất đặc biệt, Tiến Dũng sale giảm giá đến 2 triệu đồng cho mẫu loa Bow 901 series 6. Đây là một sản phẩm rất đặc biệt đến từ thương hiệu Bow Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc ngắn với hệ thống âm thanh đặc biệt của thương hiệu Bow này. Và sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về những sản phẩm này. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Quý vị và các bạn cũng hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều những sản phẩm audio cao cấp tuyển chọn. Và hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những chương trình khuyến mại giảm giá. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Tín hiệu được lấy trực tiếp từ một chiếc TV Ethernet của giọng ca để đời. Chúng ta đang nghe với cặp loa Bow 901 series 6. Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi. Là những âm thanh rất tuyệt vời được phối ghép bởi ba thiết bị. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về những sản phẩm này như sau. Đó là chiếc đầu giải mã DAC Fio K7BT với mức giá chỉ 6,5 triệu. Chiếc Amri Danong hàng bãi nội địa Nhật với mức giá chỉ dưới 20 và bộ loa Bow 901 series 6 với mức giá chỉ dưới 20. Trong tháng 8 này, Tiến Dũng sẽ tặng theo một cặp dây loa Belden của Mỹ trị giá 900 cho những đơn hàng trên 10 triệu. Những đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây AV Pro N của Italy. Trị giá món quà là 500 ngàn. Tất cả những chương trình sale giảm giá này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2024. Quý vị và các bạn lưu ý. Bow 901 Series 6 là một mẫu loa có thể nói là đặc sắc, rất đặc biệt của thương hiệu Bow, hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Đây là phần tem thông số. 901 Series 6 với phong cách vintage, phong cách cổ điển, nó rất đẹp. Ngày hôm nay Tiến Dũng về hai cặp với hai màu đặc trưng, màu vàng là từ gỗ lạ và màu đen là từ simili. Với loa này có cấu tạo rất đặc biệt là dòng loa toàn giải, sử dụng công nghệ bát phản xạ, 8 cái loa toàn giải loại 11 cm phía sau và hai lỗ thông hơi phía sau. Rất nhiều các anh em hay lầm tưởng là đây là phía trước, tuy nhiên đây là phía sau, bởi đây là dòng loa bát phản xạ. Nó sẽ cộng hưởng với tường. Phía mặt trước này sẽ có một loa toàn giải nữa, loại 11 cm. Tổng cộng là 9 cái củ loa trong một thùng. Đây là tổng thể phía sau, quý vị và các bạn có thể thấy ở đây. 901 series 6 với công suất cực đại lên đến 400W trên một thùng. Xin lỗi quý vị, công suất cực đại lên đến 450W trên một thùng. Nó rất mạnh mẽ, trở kháng 8 ohm và độ nhạy lên đến 90 dB. Nó rất nhạy. Đối với màu vàng thì mặt đằng trước sẽ là một e căng lưới vải bố và mặt sau nó sẽ là một e căng màu kem, nó rất đẹp và sang trọng. Đây là những sản phẩm do các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn và ship trực tiếp từ Mỹ về với tình trạng zin nguyên bản, seri trùng số đúng cặp, đẹp hoàn hảo. Kèm theo với loa 901 sẽ là một cục Acti Equalizer. Chúng ta dùng đúng từ là Acti Equalizer, hay nhiều anh em còn gọi là bộ cắt tần số. Với bộ cắt tần số này sẽ giúp cho âm thanh của loa Bow 901 series 6 hay hơn, lung linh hơn rất nhiều. Lưu ý với quý vị và các bạn, khi chúng ta
chơi loa 9L1 mà không có Acti này thì âm thanh nó sẽ không hay. Acti này được sử dụng như là một linh hồn của mẫu loa này. Thông qua Acti thì chúng ta sẽ nghe được âm thanh hay hơn, rõ nét hơn và nó lung linh hơn rất nhiều. 9L1 series 6 là phiên bản cao cấp nhất trong các dòng series, bao gồm 9L1, 9L1 series 2, series 3, series 4, series 5 và cuối cùng là series 6. Với tình trạng hàng Mỹ tuyển chọn zin nguyên bản tuyệt đẹp, trong dịp này thì Dũng đang sale giá rất đặc biệt. Mức giá thông thường của phiên bản màu vàng là 21.500, giảm 2 triệu, chỉ còn lại 19.500. Và với phiên bản màu đen rẻ hơn 2 triệu, 19.5, giảm 2 triệu, chỉ còn lại 17.500. Tất cả Tiến Dũng vẫn sẽ bao zin từ A đến Z, hoạt động hoàn hảo và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Quý vị và các bạn khi mua sản phẩm này hoặc các sản phẩm khác bên Tiến Dũng Audio Sài Gòn thì có hai phương thức thanh toán. Phương thức thứ nhất, quý vị có thể chuyển đủ tiền trước một lượt, Tiến Dũng bao luôn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán nốt. Với hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Với mẫu loa bầu 9L1 này thì quý vị và các bạn ngoài việc chơi đa thể loại dòng nhạc từ tiết tấu chậm như nhạc vàng mà chúng ta vừa nghe cho đến các dòng nhạc tiết tấu nhanh như là nhạc liên khúc hải ngoại, nhạc modern tấc kinh và luôn cả việc hát karaoke cũng rất tuyệt vời. Quý vị và các bạn có thể kết hợp thêm một vang Gutin Brabus 5FX với mức giá chỉ 3.600.000 để hát karaoke, kết hợp thêm một micro đèn của Gutin với mức giá chỉ 6.200.000. Tất cả những sản phẩm này đều là hàng chính hãng, có đầy đủ các thông tin của nhà nhập khẩu ở đây, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu tiên. Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại dành riêng cho các sản phẩm này là một cặp dây ba lăng Roland của Italy trị giá 500.000. Phía dưới này âm ly mà chúng ta vừa nghe, đây chính là chiếc âm ly Danon model PMA 2000 ba la mã. Đây là dòng Super Audio, dòng âm thanh chất lượng cao của thương hiệu Danon rất nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Dòng PMA là dòng chuyên dùng để nghe nhạc. Chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và chúng ta cũng hoàn toàn có thể kết hợp thêm vang vào để hát karaoke nếu muốn. Chiếc này sử dụng điện 100V và công suất nguồn lên đến 275W, nó rất mạnh mẽ. Máy này sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ UHC. Quý vị và các bạn đều biết là một con sò MOSFET công nghệ UHC thì nó sẽ mạnh hơn khoảng gấp 3 lần cho đến gấp hàng chục lần so với sò thông thường. Trong dịp này thì Dũng cũng đang phục vụ với mức giá rất ưu đãi, mức giá thông thường 18, mức giá ưu đãi giảm 500, chỉ còn lại 17.500. Quý vị sẽ nhận ngay một phần quà tặng là một cặp dây loa Belden của Mỹ trị giá 900. Phía bên đây là một sản phẩm có phân khúc giá bình dân hơn đến từ thương hiệu Danon. Đây chính là Danon 2000 2 la mã. Máy này sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 250W, 4 sò MOSFET. Chiếc này có mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 14.500, sale giảm 500.000, chỉ còn lại 14 triệu. Với các sản phẩm hàng bãi, hàng second hand nói chung thì đây là một dịp rất đặc biệt để quý vị và các bạn có thể sở hữu những sản phẩm âm thanh cao cấp của Tiến Dũng Audio Sài Gòn và với mức giá rất ưu đãi kèm theo phần quà tặng rất đặc biệt. Phía trên này là một chiếc đầu giải mã DEC FIO K7BT. Đây là một sản phẩm có thể nói là bán chạy nhất trong thời gian vừa qua ở phân khúc giá bình dân. Chiếc này sử dụng đến hai chip giải mã DEC, giải mã 32 bit. Chúng ta có thể kết nối với TV thông qua cổng quang, kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth và kết nối với máy tính thông qua các USB. Sản phẩm này đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Chúng ta có thể sử dụng để thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa truyền thống thông thường. Kết nối dễ dàng với TV, với điện thoại, với máy tính, sử dụng làm nguồn phát nhạc chất lượng cao và sử dụng làm nguồn phát nhạc nền, hát karaoke online rất tuyệt vời. Mức giá trong dịp này cũng rất tuyệt vời, chỉ 6.500.000 mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng 12 tháng. Hiện nay chúng tôi cũng đang là đại lý chính thức của rất nhiều những thương hiệu hot trend nhất về các dòng đầu giải mã DEC trên thị trường. Các thương hiệu như là FIO, như là Topping, như là iFi, tất cả đều là hàng chính hãng, có chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng. Quý vị có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem chi tiết về những sản phẩm này và rất nhiều những sản phẩm audio cao cấp khác. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm audio cao cấp tuyển chọn và với chương trình khuyến mại ưu đãi rất đặc biệt nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Tất cả những chương trình khuyến mại giảm giá quà tặng sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2024. Hết thời gian trên thì Tiến Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này nữa. Quý vị và các bạn lưu ý. Xin chào và xin cảm ơn.